thị trường tiếp tục phá đỉnh và đạt những cột mốc thanh khoản kỷ lục mới. Tổng ba sàn là gần 37.000 tỷ, rất là khủng khiếp. Uh, riêng VNRX là 29.308 tỷ, tăng 23,50 điểm lên 1.364 điểm rồi. VN30 thì là vượt mốc 1.500, 1.504 điểm rồi. Rất là khủng khiếp hôm nay uh, VN30 tăng rất mạnh. 25,52 điểm. Khối ngoại tiếp tục bán dòng với 1 năm tỷ, tập trung vẫn là HBG, Bank VIC, STB, họ mua vào là OCB, SSI, FLC, NVL Tự doanh, tự doanh hôm nay lại cũng bán dòng, tự doanh hôm nay cũng bán dòng 295 tỷ tập trung vào lưới banh này, GX này, VBank, HSG, SSI, họ mua vào Techcombank, HBG và NKG. Bét nữa. Thị trường thế giới thì không có vấn đề gì Thị trường thế giới cũng không có vấn đề gì ngoại trừ Hang Seng giảm 1,12%, giảm rất mạnh đúng không? Thị trường châu Âu à, diễn biến ở sắc đỏ. Thị trường châu Á thì đây, Kospi vẫn tăng 0,72%, Nikkei tăng 0,39, Shanghai giảm 0,36% thị trường Mỹ uh, cũng phân hóa đúng không? Dow Jones đang tăng, còn những chỉ số khác đang diễn biến ở sắc đỏ. Thị trường Mỹ đang diễn ra, đúng không? không vấn đề gì cả, nghĩa là không quá biến động. Uh, có điều là cái sắc đỏ nó chiếm ưu thế hơn, đúng không? sắc đỏ chiếm ưu thế hơn thì cũng, nói chung là cũng tôi nghĩ cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến thị trường Việt Nam đâu, kể cả thị trường mình ngày mai giảm 50 điểm cũng không ảnh hưởng gì nhá. Quan trọng là mọi người đầu tư mã nào thôi nhá, quan trọng là các bạn đầu tư mã nào thôi có những mã nó đơn thuần nó chỉ cần chỉnh kỹ thuật thôi nhá với quan điểm của mình là như vậy dòng chứng khoán hôm nay SSI tăng 6,3 có hôm nay có những lúc nó cũng uh, um, tím đấy đúng không hôm nay có những lúc đạt cái mốc là 4920, đúng không? tăng 6,3 cũng rất nhiều bạn cũng uh, chọn giải pháp là bán con SSI này đi nhưng mà với quan điểm cá nhân của tôi nhé Quá điểm cá nhân của tôi thì con LA này vẫn có thể giữ được. kể cả ngày mai nó giảm tầm hai ba phần trăm vẫn có thể giữ được. Nhá. các bạn nếu mà các bạn bán đi, xong các bạn mua lại thì nếu mà nó phải giảm hai phiên các bạn mua lại thì mới có ổn đúng không? mà các bạn mua lại thì các bạn lại mất cái lợi thế T3. Đúng không? không biết là T3 nó sẽ win này gì mà bây giờ nhớ mình bán đi, xong hai phiên sau mình mới mua đúng không? À, về T3 nó up bo thì sao? rất nguy hiểm thị trường đang giai đoạn mà tăng thốc như này mà các bạn bán đi. Này. Thứ nhất là con SSI này chưa vi phạm một nguyên tắc nào cả, đúng không? Chưa vi phạm một nguyên tắc nào cả. Cấu hình tốt, ổn, đúng không? Đang tăng điểm, không vi phạm một nguyên tắc nào cả. Với con SSI này tôi giữ nhá. Tôi giữ nhá. Và các bạn trong nhóm của tôi cũng giữ. Đúng không? Con SSI này mua từ ngày 20 tháng 5, đu đỉnh luôn đấy, đúng không? Cũng lời gần 30% rồi. Kể cả anh Vũ cũng giữ, đúng không? Với phong cách đánh dòng tiền của tôi thì tôi sẽ không bán con SSI này. Tùy mọi người thôi, đúng không? Với quan điểm cá nhân của tôi là như vậy tôi có chụp cả ảnh tài khoản cho mọi người trong nhóm xem mà đúng không với con SSI này tôi vẫn giữ nhá SSI với quan điểm của tôi vẫn ổn kể cả ngày mai giảm hai ba phần trăm không ảnh hưởng gì nếu mà dòng tiền đồng loạt thoát ra tôi sẽ biết ngay đúng không dòng tiền đồng loạt thoát ra thị trường mà có dấu hiệu mà Bô thì tôi sẽ biết ngay rất là nhiều bạn sẽ đặt ra câu hỏi là thị trường ngày sắp Uber hay chưa tôi nghĩ là chưa đâu nhá tôi nghĩ nghĩ là chưa thậm chí là bây giờ đang giai đoạn mà lái họ vẫn đang gom hàng vẫn đang gom hàng để mà đánh lên những cái mốc cao hơn nữa. Với quan điểm của tôi là như vậy. Còn nếu mà thị trường đây tôi phân tích hàng ngày đúng không? Tôi phân tích hàng ngày luôn. À, nếu mà thị trường có dấu hiệu một upo gì tôi sẽ thông báo với cả mọi người Ở trong nhóm hoặc là trên cuối ngày trên YouTube thì tôi sẽ thông báo với mọi người đúng không? Đấy thì với quan điểm của tôi là vẫn chưa Upo đâu nhá. Còn EAI này nhà đầu tư nào bán ra là cá mập hay là tay to đó, họ mua hết đấy nhá. SSI với quan điểm của tôi vẫn có thể đánh tiếp được nhá kể cả ngày mai giảm 2 hay 3% không ảnh hưởng gì cả nhá. Với quan điểm của tôi là như vậy. VND. Ừ, VND hôm nay tăng trần luôn. Đấy, con này các bạn mua cái ngày um, 28 tháng 5 là các bạn lời bao nhiêu phần trăm rồi? Đánh có 4 phiên à 5 phiên 1 2 3 4 5 phiên. Lời gần 40% đúng không? Còn uh, VND này là cho các bạn trong nhóm và vẫn không khuyến nghị mọi người bán con VND này đúng không? Trong nhóm tôi vẫn không khuyến nghị mọi người bán con VND này hôm nay lượng nhà đầu tư cá nhân bán ra tương đối nhiều và nhà, tay to và tổ chức họ hấp thụ hết con VND này luôn đúng không? Khối lượng hôm nay tăng tốt 7,9 triệu cổ phiếu đúng không? Còn VND này với quan điểm của tôi vẫn giữ được ngày mai hoặc là các bạn ngày mai muốn bán chốt lời tôi tôi sẽ không bao giờ bàn vấn đề mà các bạn chốt lời. Các bạn phải hiểu là nhiều vấn đề như vậy nhưng mà với con VND này thì tất nhiên ngày mai nó sẽ có cái um, tăng điểm nhá. Con VND này tất nhiên là sẽ có cái giá cao hơn ngày hôm nay nhá. Hôm nay là nó đạt cái cột mốc là 61 20 rồi. Thì con VND này tôi nghĩ nó sẽ có cái giá cao hơn cái giá 61, 20 này. Còn, còn các bạn chốt lời đấy, đấy là việc của các mọi người nhá. Nhưng mà tôi nghĩ con VND này vẫn còn đánh được tiếp. Với quan điểm cá nhân tôi là như vậy nhá. Rồi các bạn xem. Các bạn có xem video trên Youtube này suốt ngày mà tôi có xóa, xóa video ở đâu? Những cái mã nào tôi khuyến nghị thì tôi thậm chí tôi có đăng trên TikTok. Mà. Con VND này các bạn có thể lên trên TikTok các bạn xem nhá với phong cách đánh dòng tiền của tôi thì tôi sẽ không bán con VND này đâu có bán thì chỉ bán tầm 50 phần trăm nhá bán 50 phần trăm để gọi là um, bảo toàn một cái chút lãi của mình thôi chứ còn đâu con VND này tôi thấy không có vấn đề gì mà mọi người phải bán cả chưa vi phạm một nguyên tắc nào các bạn có thể gồng lời nhiều bạn không hiểu tại sao mà có thể uh, với tôi nhá đúng không tôi cũng lời có những mã lời hơn 100 phần trăm lời 120 phần trăm tôi chụp cho mọi người xem mà đúng không thì các bạn sẽ không hiểu tại sao mà mình có thể gồng được như thế bởi vì là phong cách đánh dòng tiền và nhìn về cái vĩ mô đó, đúng không có những cái mã mình phải giữ nhá có những mã mình phải giữ thì các bạn mới đợi uh, mới có những cái lợi nhuận mà ba bốn mươi hay năm mươi hay sáu mươi còn vmd nó đánh vẫn ổn như này xu hướng dòng tiền nhìn tổng quan của thị trường rất là ổn mọi người tiếp tục giữ và những cái dòng mà chứng khoán này nó đang có quá nhiều thông tin thuận lợi đúng không quá nhiều thông tin thuận lợi thì cho mọi cho nên mọi người kể cả con VND ngày ngày mai nhá, nó giảm tầm một hai phần trăm hay là năm sáu phần trăm không ảnh hưởng gì cả nhé quan trọng là xem dòng tiền toàn thị trường nó có thoát ra hay không nhé à, lái thường họ úp bô thì họ úp cả thị trường chứ không phải là úp một hai mã đâu nhá xu hướng dòng tiền nó vẫn còn vào thị trường còn lag là vẫn còn chưa úp đâu mọi người nhé khi mà thị trường nó cho các bạn đánh thoải mái và nó luột thì lúc đó thị trường mới úp các bạn để ý ngày 11 tháng 9 nữa đúng không? 19 tháng 1 đó, nó có nó có lag không? Nó không lag, đúng không? Nó upo từ đầu đến cuối phiên luôn, mà cái lúc đấy thanh khoản của thị trường chỉ quanh quanh 16 17.000 tỷ, nhưng mà cái hôm đấy đặc biệt là lên 20.000 tỷ, hơn 20.000 tỷ, đúng không? Các bạn phải để ý, các bạn chưa biết phân tích dòng tiền đâu cho nên là các bạn cứ sợ hãi, đúng không? Cứ sợ hãi. Với quan điểm của tôi là như vậy, đúng không? Mỗi người có một quan điểm đầu tư, đấy. Còn các bạn cứ thắc mắc tại sao có những người lời hơi 100% thì các bạn phải biết phân tích kỹ thuật một chút nhá. Biết phân tích kỹ thuật và phân tích dòng tiền một chút. VND với quan điểm của tôi vẫn giữ được nhá. Vẫn giữ được, gồng lại đi nhá, gồng lại đi. Trong nhóm giữ đấy, đúng không? Trong nhóm giữ đấy, Nhiều bạn vẫn giữ mà người thân của tôi vẫn giữ con VND nhá. Người thân của tôi vẫn giữ VND. Tôi khuyến nghị trong các bạn trong nhóm, tôi khuyến nghị cả người thân của tôi chứ không phải là chỉ khuyến nghị các bạn trong nhóm thôi nhá. Thì tôi lại không chọn con VND mà tôi chỉ đánh con SSI đấy. Tôi lại đánh con SSI tôi nghĩ con SSI nếu mà đánh theo kiểu đường dài có khi nó cũng có thể đuổi kịp được con VND đấy nhá có thể đuổi kịp được con VND với quan điểm của tôi như vậy các bạn bán đi các bạn mua lại rất là khó những cái mã này nhá hôm nay là hấp con VND hấp thụ tốt đấy xong con BSI 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 tăng 8,8 phần trăm ổn nhá, ổn đấy con này lượng nhà đầu tư nó hấp như cái con này thì như là các bạn bán ra thì những nhà đầu tư nó cũng uh, mua hết mà. Con VND đi và con SSI thì với quan điểm của tôi đu thì cũng hơi hơi khó chịu nhỉ. đu đu đỉnh thì cũng hơi khó chịu nhưng mà nếu ngày mai mà nó có giảm mà dòng tiền nó không thoát ra thì mọi người có thể tham gia bắt được nhá, tham gia bắt được. Còn tôi mọi người thôi. Nhưng mà đu đỉnh thì tôi thường thì tôi thích cái kiểu chọn cái điểm nó đẹp hơn Chọn cái điểm mua nó rất là quan trọng cho nên là tôi thích chọn những cái điểm mà nó đang tích lũy quanh quanh xong bắt đầu uh, xu hướng uh, đang tích lũy xong rồi lái có gom hàng xong rồi tôi xong, rồi tôi, xong rồi bắt đầu tôi mới cho mọi người mua. Ít khi tôi cho mọi người đu đỉnh Trừ khi là chỉ có mua gia tăng thôi Mua gia tăng thì mình mới cho mọi người mua thôi Chứ còn đâu Ít khi tôi để cho mọi người đu đỉnh Trong nhóm Con BSI này tôi thấy vẫn ổn Không có vấn đề gì quá xấu cả Nhưng mà những cái dòng này thì tôi lại không thích Bởi vì nó có có xu hướng đầu cơ nhiều hơn là đầu tư đúng không? Xu hướng đầu cơ nhiều hơn là đầu tư Nhưng Mà các bạn nào giữ con BSI này tôi vẫn nghĩ vẫn là ổn BVS Chứng khoán bảo Việt Vẫn bình thường phần 3,9%. Tôi thấy vẫn oh, không có vấn đề gì cả. Tuy mọi người thôi những cái dòng này thì các bạn uh, chọn cái target mà mọi các bạn chốt lời thì tôi chỉ quan tâm những cái dòng chứng khoán chính thôi. Những cái dòng này nó mang tính đầu cơ cho nên các bạn các bạn chỉ đầu tư khoảng 15% tài khoản đổ lại đúng không? 15% tài khoản đổ lại hoặc là các bạn đầu tư nhiều hơn thì 20% tài khoản đổ lại thôi. Đúng không? Những cái dòng chứng khoán kiểu là uh, loại 2 đúng không? Loại 2 thì thì các bạn đầu tư về khối lượng thấp thôi đầu tư về khối lượng thấp nhiều vnd ssi các bạn có thể đánh được tầm 30-40% bốn những cái mã kiểu đấy nó đem lại lợi nhuận rất là cao khi các bạn đã xác định xu hướng dòng tiền rồi đầu tư những cái mã mà có, cái, có cái, những cái thông tin nó thuận lợi các bạn phải hiểu là như vậy đấy các bạn xem lượng nhà đầu tư bây giờ tiền nó vào như nước này lượng thanh khoản mỗi ngày đạt một kỷ lục mới thì những cái dòng nào nó sẽ ảnh hưởng cái dòng nào nó sẽ hưởng lợi mình nhìn nhìn qua là mình biết là tất nhiên là cái dòng chứng khoán đúng không những công ty chứng khoán sẽ là những cái công ty mà nó có cái, những cái lợi nhuận nó khủng khiếp nhất đúng không còn bao giờ thị trường một khi mà đã upo nhá thì tôi sẵn sàng trả giá năm sáu phần trăm hay là uh, bán sàn luôn có vấn đề gì đâu mình lời mấy chục phần trăm rồi mình bán sàn chả vấn đề gì cả đúng không một khi mà đã xác định thị trường mà nó chuyển sang giai upo thì tôi sẽ không bắt đáy nhá úp bồ thì tôi sẽ không bắt đáy một khi nó đã úp thì thị trường đi sâu đấy đi cực kỳ sâu luôn các bạn phải nên nhớ là điều đấy chứ các bạn đừng tưởng nó giảm 70 điểm mà nó không giảm nữa một khi nó giảm 70 điểm nó có đi sâu xuống tầm 1.000 luôn là nó khác nhá số 1 nghìn luôn đấy với quan điểm của tôi thì vậy còn tùy mọi người mọi người thích nghĩ nào đấy tôi đấy tôi chia sẻ những video hàng ngày mà mọi người có thể lên mọi người xem đúng không? cách đánh dòng tiền của tôi là như vậy BVS vẫn bình thường nhé những cái dòng này thì tôi không thích đâu cái dòng đánh mà đầu cơ này tôi không thích đâu tùy mọi người uhm, b uhm. Nhà, vx cả à? nhiều bạn hỏi con vx này. Uhm, VX nó chiều bắt đầu nó đánh nhà nhưng con VX này tôi không thích lắm bởi vì nó có xu hướng đầu cơ quá nó trên này Có cứ đi lên nó gặp kháng cự đi lên gặp kháng cự đúng không cứ đi lên gặp kháng cự thì tôi không không có xu hướng thích lắm bao giờ rồi vượt qua cái vùng này này bao giờ vượt qua mà cái vùng mà 35 30 nhá. 35 30 mà bắt đầu dòng tiền nó đánh hẳn hoi thực tế mà nhìn mà ổn ổn thì có thể tham gia được chứ còn đâu mà giai đoạn này các bạn tham gia cũng tương đối rủi ro đấy nó cứ kiểu là uh, nó xu hướng mà. Có phải là những cái dòng chứng các bạn phải hiểu là có những cái mã nó cùng một ngành nhưng mà có những mã xấu có những mã tốt. Kể cả dòng thép đúng không? Thì nữa phân tích thì các bạn sẽ hiểu có những cái mã tốt có những mã xấu thì không phải là mã nào cũng tăng đâu, đúng không? không phải mã nào cũng tăng mạnh, nó VND nó trần suốt đấy, đúng không? Nhưng mà có những cái mã chứng khoán nó cũng có trần được đâu. Nên còn VX này cứ lên trên này thì nó bắt đầu là gặp cái ngưỡng kháng cự, đúng không? SBS, ừ, sao công banh, ừ. có sao công banh này thì có những bạn mà tư vấn riêng của mình thì các bạn vẫn giữ con sao công banh này nhá. Thì tôi vẫn cho mọi người giữ con sao công banh này tiếp tục giữ mà. Con này lời rất là nhiều rồi, đúng không? lời mấy chục phần trăm rồi, năm sáu phần trăm rồi con này vẫn có thể tăng tiếp nhá mọi người nhá lên trên này bắt đầu lượng nhà đầu cơ đu bám nhiều à, bớt rồi nó bớt rồi thì những cái con này hoàn toàn nó có thể tiếp tục tăng đấy Kể cả đó, những cái con này thì có thể nó nó là tuy là nó dòng được đầu cơ thật nhưng mà những cái con này nó một khi nó tăng thốc lên nó sẽ tăng lên một cái ngưỡng nào đó xong rồi tích lũy tích lũy quanh quanh xong rồi đánh lên tiếp đấy nhá đấy, dòng chứng khoán nhìn qua là sẽ là như vậy à, shs nhiều bạn hỏi shs um, shs vẫn bình thường nhá vẫn bình thường hoàn toàn có thể gồng lời được chưa vi phạm nguyên tắc nào cả nhé chưa vi phạm nguyên tắc nào cả vẫn có thể giữ được nó đang xu hướng đi lên mà đúng không? đang xu hướng đi lên chưa có dấu hiệu gì đâu bao giờ thị trường nó úp bô úp bô thì cái dòng chứng khoán thì các bạn phải bán tông bán tháo đi nhé dòng chứng khoán là tốt nhất là các bạn mà bán tông bán tháo dòng chứng khoán đi chứ còn điều mà thì để mà úp bô dòng chứng khoán không cứu được đâu nhé dòng chứng khoán sẽ là một dòng một trong những cái dòng ảnh hưởng nặng nề nhất nhá. nặng nề nhất đây con SSI này, các bạn xem này Khi mà thị trường một khi nó đã oppo, đúng không? Đấy, 30 tháng 3 các bạn xem này Chỉ có đi xuống thôi, cứ đi xuống dần, đi xuống dần đấy, còn, Mà giảm rất là mạnh, giảm mạnh hơn thị trường luôn Như các bạn xem nhau ví dụ là con SSI này ừ, Giảm xuống 9.000 luôn đấy. mà Các bạn nhìn sang con FBT chẳng hạn, đúng không? FBT ừ. Đấy, tháng... FPT nó chỉ giảm quanh quanh ngoài nó đi lên rất là nhanh đi lên rất là nhanh nó nó sẽ nó không không giảm như con SI đâu SSI giảm xuống hẳn đáy luôn nhìn về xu hướng chung thì con FPT nó vẫn đang đi lên nó vẫn đang đi lên nhưng mà ông SSI này, ông ông gần như là ông chạm đáy luôn đúng không ông chạm đáy luôn này, các bạn xem này, gần như là ông chạm đáy luôn Đấy, gần như là ông chạm đáy luôn khi mà thị trường nó uh, quá xấu đúng không những cái dòng công ty chứng khoán sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất đúng không gần như chạm đáy luôn về cái giá 9.000 luôn bây giờ là 48.000 rồi đúng không? Các bạn nào mà đầu tư được những cái cái giai đoạn mà tháng 3 các thứ mà chọn chuẩn mã như dòng dòng chứng khoán chẳng chẳng hạn đúng không? Còn VND chẳng hạn thì các bạn lời không biết bao nhiêu phần trăm rồi. 5 500 600 phần trăm. Nhưng có DSI là 500 hơn 500 phần trăm rồi đúng không? Đấy, đấy là cái vấn đề mà các bạn hiểu về bản chất của những cái dòng chứng khoán Hiểu bản chất của những cái dòng chứng khoán thì các bạn phải hiểu sâu một chút nhá hiểu sâu một chút Đấy, xong dòng chứng khoán nhá xong dòng chứng khoán mọi người hỏi thế ok rồi đúng không với quan điểm của tôi thì tôi nghĩ là vẫn có thể giữ được tập trung vào những cái con như kiểu chính như còn cái à, con còn uh, con agri à, agri đấy con agri vẫn, vẫn trần chứ đúng không vẫn trần còn Agri vẫn trần có vấn đề gì đâu vẫn trần đúng không Con này vẫn trần những cái dòng đầu cơ này thì tôi sẽ không thích tham gia đâu bởi nó cũng rủi ro mà đúng không nó cứ rủi ro mà tuy là nó tốt thật đấy nhìn cấu hình này thì mọi người tiếp tục giữ thôi nhá tiếp tục giữ thôi nhìn cấu hình này thì tiếp tục giữ thôi nhưng mà nó là dòng đầu cơ mà Cho nên là đầu tư một khi nó tăng thì tăng rất là thốc nhưng mà một khi giảm xuống thì nó cũng giảm rất là mạnh kiểu gần như kiểu bây giờ tăng theo kiểu xu hướng bo cung này rồi thì đầu tư rất là nguy hiểm nhá đầu tư rất là nguy hiểm các bạn giữ thì cứ giữ thôi nhá các bạn giữ thì cứ giữ thôi nhá. những cái dòng này các bạn giữ thì cứ giữ thôi xong um, dòng chứng khoán nhá chuyển sang dòng ngân hàng Techcombank ừ, um, tăng 3,8% phần các bạn xem đúng không các bạn xem youtube của mình hàng ngày là các bạn cũng đưa ra được những cái nhận định quan điểm của mọi người rồi đúng không chứ không nhất thiết là các bạn phải vào zoom hay gì cả đúng không các bạn hiểu bản chất về đánh dòng tiền là được, nó là, là các bạn sẽ có những cái ý kiến cho mình. Tuy là cũng không phải là tất cả các mã đều win đâu nhưng mà đa phần là các bạn cũng hiểu một chút đấy để mà các bạn biết để mà gồng lời, nó biết để mà gồng lời. cái con techcombank ngày 2 tháng 6 nó giảm uh, 0,56 à, Ngày trăm à, ngày 1 tháng 6 giảm 1,2 các bạn cứ ối rồi ôi rồi các bạn lo quá con techcombank nó cứ bán không anh nguy hiểm quá anh ạ. Đấy hôm nay tăng 3,8% đấy. Nó giảm có hai phiên nhỏ nhỏ bây giờ tăng lại 3,8% lại chinh phục một cái đỉnh mới. Đúng không? Cứ thế mà giữ thôi, có việc gì đâu mà phải bán. Đúng không? Bạn nào đánh chắc chân thì cứ uh, cứ thế mà giữ thôi nhá, cứ thế mà giữ thôi. Giai đoạn này mà bán đi rất là khó mua nhá, giai đoạn này bán đi rất là khó mua. Trừ khi các bạn bán đi các bạn chọn những cái mã nó có tiềm năng hơn thì các bạn bán chứ còn đâu mà các bạn bán những cái mã nó như thế này thì các bạn bán làm cái gì? Các bạn phải hiểu là xu hướng của những cái dòng Chứng, à, dòng à, là cổ phiếu đó giai đoạn nó đi lên ấy, thì nó sẽ không bao giờ nó có thể suốt ngày nó tăng được nhá. không bao giờ nó có thể suốt ngày nó tăng cứ suốt ngày xanh xanh mãi xanh mãi được nó sẽ phải có cây xanh cây đỏ cây xanh cây đỏ khi nào nó vi phạm nguyên tắc của mình thì lúc đó mình mới bán nhá. vi phạm nguyên tắc của mình thì lúc đó mình mới bán thì các bạn trong nhóm học viên thì biết rồi đúng không khi nào vi phạm nguyên tắc thì phải bán còn khi nào mà không vi phạm nguyên tắc thì giữ Có không? có Techcombank này tất nhiên là chưa vi phạm nguyên tắc vẫn giữ được nhá con này tiếp tục giữ đi mọi người Khỏe đấy nhá Thấy con này khỏe đấy Mới về banh Đấy con bạn Con này là một trong những mã mình nói hôm qua rồi đúng không Hôm qua con này rất là khỏe Mặc dù là cái ngày 31 tháng 5 nó có một cái kênh búa tét cung đổi chiều đúng không Nhưng mà mình bảo là nó vẫn còn tăng điểm thì mọi người tiếp tục giữ đi Chưa vi phạm nguyên tắc thì cứ giữ bởi vì là dòng banh và dòng chứng khoán năm nay đúng không Hai dòng cả dòng thép nữa thì đầu tư năm nay rất là ok và thị trường dòng tiền nó vẫn chưa thoát ra thì những cái dòng này mọi người cứ tiếp tục giữ thôi có cái vấn đề gì đâu không vấn đề gì cả đúng không có một cái búa tết cung nhưng mà tăng điểm như này cũng rất là tuyệt vời tiếp tục giữ đấy đúng không và con mb bank này thì trong nhóm cũng khuyến nghị mọi người tiếp tục giữ con mb bank này thì trong nhóm là cho mọi người mua đúng không con mb bank này trong nhóm là cho mọi người mua từ cái ngày bao nhiêu nhỉ ừ, cái ngày cái ngày 25 tháng 5 đúng không 25 tháng 5 hình như là mua ngày 2 tháng 5 25 tháng 5 với cái giá lắm ba tư hay gì đúng không ba các bạn trong nhóm thì biết đấy, đúng không các bạn trong nhóm thì biết con mười banh này tôi không giữ nhá mười banh này tôi không giữ tôi khuyến nghị các bạn trong nhóm mua thôi ờ, thì rất là nhiều bạn trong nhóm bây giờ vẫn đang gồng lời con mười banh này tiếp tục giữ thôi nhá tiếp tục giữ đi tất nhiên là cái điểm mua nó khó điểm mua nó khó quá bây giờ nó bây giờ đu đỉnh thì cũng không biết thế nào nhưng nếu điểm mua nó mở một cái gáp như này đu đỉnh thì cũng hơi nguy hiểm nha còn người banh này thì bọn mọi người giữ sẽ rất là ok nhé, giữ rất là ok ngày mai sẽ có giá tốt hơn đấy. À, nếu mà các bạn muốn mua thì đợi mà nếu mà lỡ có thị trường nó có chỉnh trong một hai phiên tới có chỉnh thì mọi người chọn xem là những cái con nào khỏe hay gì thì mọi người có thể tham gia mua được. Thì con mời banh này thì các bạn trong nhóm học viên đu rất nhiều nhé, đu đỉnh rất nhiều bởi vì nó có những cái thông tin tốt nhé, có những cái thông tin tốt thì các bạn đu con mời banh rất nhiều. Thì con mới của anh này vẫn khỏe mà đúng không? Hôm qua mình nói rồi con này khỏe hơn thị trường Tăng 0,79% hôm qua đấy đúng không? Hôm qua tất cả dòng banh điều chỉnh nhưng mà một mình con này nó xanh Mười banh tiếp tục giữ mọi người nhé Không vấn đề gì đâu Ai à, thích chốt lời chốt tôi nghĩ những cái dòng này các bạn giữ thoải mái đi Chưa vi phạm nguyên tắc thì bán làm cái gì đúng không? Chưa vi phạm nguyên tắc cứ thế mà giữ phải biết gồng lời thì các bạn mới đem lại được những cái lợi nhuận mà rất là khủng khiếp nhá. Lợi nhuận rất là khủng khiếp mà trong giai đoạn này dòng tiền nó vào ồ ạt như này ồ ạt như này nhà đầu tư bán ra tay to cá mập nó họ múc hết thì các bạn bán đi các bạn rất là khó mua nhá. với quan điểm của tôi là như vậy nhá còn các bạn tùy rồi các bạn xem thị trường sắp tới mà xem có thể ngày mai nó sẽ chỉnh đấy nhưng mà nó chỉnh chỉ để những cái dòng khác nó tăng 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 lên thôi nhá còn những cái dòng mà banh này nó chỉ chỉnh một giai đoạn ngắn rồi xong lại đi lên tiếp mà nhá rồi các bạn xem bao giờ vi phạm nguyên tắc rồi bắt đầu mình bán sau có vấn đề gì đâu nhá. bao giờ thị trường có dấu hiệu ubo thì mình bán bây giờ chưa có dấu hiệu ubo gì cả không việc gì mà phải bán cả ctg ừ. ctg ừ. tăng ba một phần trăm một khi đã u bô thì tôi các, các bạn cứ thoát ra mà các bạn nghỉ hẳn dăm bữa nửa tháng luôn chứ không có tham gia thị trường cho u bô. Bao giờ đánh lại cấu hình lại thị trường đánh lại cấu hình lại chấn tĩnh lại rồi lúc đấy tham gia sau chứ các bạn mà tham gia vào cái thị trường mà đang kiểu u bô thị trường toàn thị trường ấy, như dòng tiền thoát ra đồng loạt nhá. Các bạn tham gia là các bạn dở hơi luôn đấy nhá. Bắt sao rơi luôn đấy. Còn bây giờ giai đoạn này mà các bạn tham gia có khi bớt nguy hiểm rồi. giai đoạn mà bắt đầu là Uber mà các bạn bắt đáy thì rồi chỉ có chết nhá, chỉ có chết. Còn CTG vẫn ổn đúng không? CTG vẫn ổn, tăng 3,1%. Ổn có gì đúng không? Ổn. Tiếp tục giữ thôi nhá, tiếp tục giữ thôi. Con này CTG này tôi nói rồi, nó đánh các bạn này, cứ xây nền xong lại đánh xây nền xong lại đánh, xây nền xong lại đánh. Còn CTG đánh rất là hay, cứ xây nền chắc chắn rồi bắt đầu lại đánh. Còn có CTG này một trong những mã chia cổ tức tốt ấy. thì mọi người có thể ăn cổ tức được nhá, có thể ăn cổ tức được. Có CTG này tôi cũng giữ mà. CTG này tôi cũng giữ mà lời mấy chục phần trăm. Và đánh quanh quanh vùng này có khi anh lên tiếp ấy, nhá. CTG các bạn mọi người giữ thoải mái thì sóng banh giữ thoải mái cho ngày mai giảm 1 2% kệ xác đó. Chưa vi phạm nguyên tắc cứ thế mà giữ. BD. Đấy, vẫn ổn oh, tăng 3%. Đấy, mọi người cứ lo lắng làm cái gì? Những cái dòng này bắt đầu là xu hướng. Cái giai đoạn mà cái vùng này này, đúng không? Thì tôi bảo mọi người bán ra cắt giảm tỷ trọng đi thì mọi người lại không bán. Nhưng mà cái giai đoạn mà lên trên này nó không lời rồi thì các bạn lại cứ đòi bán. Rất là khó hiểu nhiều bạn đầu tư nhiều các bạn chưa có kinh nghiệm cho nên là các bạn cứ hay đòi bán ở trên những cái vùng mà đang gồng lời cái giai đoạn này thì mình bảo các bạn bán đi để mà chuyển sang dòng banh thép các bạn học viên các bạn nhớ không các bạn học viên các bạn sẽ biết là những cái mã nào cần bán các bạn nào những cái mã nào mà cần cần phải cắt giảm tỷ trọng đi mà chuyển sang những cái dòng khác đúng không? chuyển sang những cái dòng mà có tỷ trọng mà có xu hướng đánh tốt hơn đúng không? những cái con bid này cái giai đoạn này phải bán là chuyển sang những cái dòng banh kênh trên và những cái dòng thép đúng không đấy thì cái giai đoạn này vì trong nhóm ấy chuyển liên tục mà luân chuyển liên tục cho nên là các bạn lợi nhuận bây giờ các bạn rất là nhiều đúng không? lợi nhuận rất nhiều nhưng các con bd này nó không có vấn đề gì mà mọi người phải bán nhá mọi người nhá cho nên là mọi người cứ tiếp tục giữ đi không vấn đề gì đâu dòng banh năm nay đánh ổn mà banh năm nay đánh ổn đấy đấy thì banh vẫn ổn nó thì banh vẫn ổn xu hướng nó đang đi lên này các bạn không nên bán đâu các bạn bán đi là mất hàng ngay nhá bán đi là mất hàng ngay Thậm chí các bạn bây giờ các bạn bây giờ lỡ mà các bạn chưa mua thì các bạn chọn cho mình những cái mã banh nó tốt đi như CTGBD hay con TV banh hoặc là con MB banh các bạn mua cũng được, mua 5 10% cũng được. Chứ còn cái giai đoạn này nó đang tăng thốc như này các bạn nhìn cho các bạn chỉ có thèm nếu mất đợi ngày mai mà nó bắt đầu xu hướng nó chỉnh á nếu mà không chỉnh ví dụ chỉnh mà Ubo thì sẽ không mua nhưng mà chỉnh theo kiểu cái giai đoạn chỉnh quanh quanh tầm 50 điểm thì các bạn cũng có thể là các bạn tham gia mua được nhá tham gia mua được những cái con banh đi tôi nghĩ xu hướng dòng tiền nó đánh như này thì uh, nửa tháng đến một à, nửa tháng đến một tháng nữa tôi nghĩ chưa Ubo đâu nhá Ubo nó sẽ dấu hiệu nó khác đấy. nó có thể là tích lũy tầm một hai phiên nó bắt đầu nó mới úp bởi cái dòng tiền nó xu hướng nó thoát ra nó phân phối ấy, nhá thì nó sẽ nhìn khác những cái dòng tiền nó đánh như kiểu này thì không phải là Ubo mọi người nhá không phải là Ubo đâu cho nên mọi người cứ yên tâm mà giữ đi nhá, TV Bank yên tâm giữ đi. Chưa vi phạm nguyên tắc gì. Những cái con nào vi phạm nguyên tắc thì mình sẽ báo lên trên YouTube này luôn nhá. Báo trên YouTube này luôn. Vâng. TV Bank xong. Ừ. HD Bank. Con này là một trong những mã hôm nay tăng rất là tốt này, đúng không? Có HD Bank. Ừ. mày tăng rất là tốt. Xu hướng đi lên. À, nhiều nhật nhiều bạn cũng cũng nói mình bảo là bây giờ em giữ tiền. À, em bán đi xong em không biết mua con nào Đó, không không biết mua con nào thì các bạn trong nhóm thì cũng cho các bạn những cái mã này để các bạn mua rồi nhưng mà uh, đáng ngại nhất là các bạn bán những cái dòng banh tốt đi bán những cái dòng banh tốt đi thì rất là khó mua những con hd banh này đấy các bạn bán đi bây giờ các bạn mua kiểu gì nó cứ xuống xu hướng đi lên này như này thì các bạn mua rất là khó mua rất là khó rất là ngại mua còn hai đêm tiếp tục giữ thôi nhá cứ thế mà gồng kể cả ngày mai chỉnh một hai phần trăm chả ảnh hưởng gì ba phần trăm ảnh hưởng gì rồi dòng tiền thoát ra thì mình khuyến nghị mọi người có vấn đề gì đâu nhá, tiếp tục giữ đi, xong nhá, HD Bank xong, ừ, OCB, con này hôm nay tím luôn, tím luôn, tốt, hấp thụ tốt, hấp thụ nhà đầu tư chốt lời tốt, con này vẫn tiếp tục giữ thôi, nó là tím, đúng không? chưa vi phạm nguyên tắc thì cứ thế mà giữ, không vấn đề gì cả. nhá. Bank, ừ, liên Việt, hôm nay cũng tím, đúng không? cũng tím, ừm tiếp tục giữ không vấn đề gì cả không, không? vấn đề gì cả thậm chí mọi người hoàn toàn thậm chí có cái dạy, hôm qua hôm qua cũng có nhiều bạn hỏi là mua con liên việt với cả con uh, stb được không thì mình cũng bảo là con stb nó có thể xu hướng nó sẽ theo con nửa banh này thì mọi người hoàn toàn có thể mua con stb được đúng không stb được con liên việt này thì nó đang tăng thốc như này thì mọi người cũng rất là khó mua đúng không rất là khó mua mặc dù là mua thì nó chưa vi phạm nguyên tắc gì đâu nhưng mà sẽ ưu tiên những cái người mà giữ nắm giữ hơn nhé nắm giữ hơn nắm giữ những con liên việt này hơn qua bạn chốt lời thì ngày mai tất nhiên sẽ có giá tốt hơn để cho mọi người chốt lời rồi nhá nhưng mà sợ con này có khi đánh theo kiểu bo cung ngày mai tăng trần tiếp thì các bạn sẽ rất là những bạn nào mà bán lỡ bán những cái vùng này đi thì các bạn sẽ rất là tiếc nuối đúng không tiếc nuối đấy mới sb ừ. tiếp tục gồng thôi những cái con này thì các bạn xem những cái video của YouTube của mình các bạn biết những cái con này thì tất nhiên là cứ thế mà giữ có vấn đề gì. Câu MSB này trong trong nhóm cho các bạn mua từ ngày 10 tháng 5 đến 11 tháng 5 này. Và rồi bứt bứt đỉnh xong rồi bắt đầu tích lũy quanh quanh vùng này, các bạn tiếp tục mua tiếp các bạn nắm giữ mà trong nhóm. Các bạn bây giờ trong nhóm toàn gồng lời phun tiền hết rồi, có bạn nào mà để tiền không trong giai đoạn này mà các bạn để tiền không kích ra khỏi nhóm ngay đùa thế thôi nhưng mà trong nhóm học viên các bạn lời nhiều lắm bạn đầu tư tốt mà lời nhiều lắm. sợ hãi quá thì chút bớt thôi chứ có vấn đề gì đâu kể cả ngày mai những cái mã này giảm mà một hai phần trăm trải hưởng gì nó giảm gọi là để test cung thôi nhé tôi nghĩ là nếu mà nó chỉnh thì nó chỉ để test cung nhà đầu tư thôi chứ dòng tiền nó vào đẹp như này rồi thì tôi nghĩ không phải là upo thôi mọi người nhé upo nó sẽ có những cái dấu hiệu mà phân phối nó rõ mới b xong nhá mới sb xong acb ừ, còn acb tăng 2,9%. Hôm nay có những lúc nó tăng lên 4630 nhỉ, 4630. Con này tăng thốc quá. Nè, tăng thốc quá nó tích nó đi lên dần dần như này xong rồi nó bắt đầu tích lũy đủ, lại nó gom gom nó bắt đầu đánh thốc lên. Lên trên này là bắt đầu là những cái khối lượng nó lớn những lượng nhà đầu tư bắt đầu chốt lời Đúng không? Bây giờ chốt lời khó mua lắm. Bây giờ chốt lời thứ nhất là các bạn sẽ không có lợi thế thế thứ ba, thứ hai là các bạn rất là khó mua lại Đúng không? Những cái con mà đẹp như này rồi các mọi người mua có thể ngày mai đây là một cái cây nến về phân tích về phân tích thì con này là có một cây nến xấu đúng không về phân tích kỹ thuật thì nó là có một cái cây nến xấu nhưng mà nhìn tổng quan về dòng ngân hàng thì tôi nghĩ nó vẫn chưa vi phạm nguyên tắc gì cả chưa vi phạm nguyên tắc gì cả thì uh, mọi người uh, tiếp tục giữ thôi bởi bao giờ nó vi phạm nguyên tắc thì lúc đấy mình bán sau nhé khi nào mà vi phạm nguyên tắc thì nó bắt đầu mình bán sau cấu hình của nó vẫn ổn oh, không có vấn đề gì quá xấu cả để mà mọi người bán đi tiếp tục cùng lời thôi nhé có thể có ngày mai có thể nó quay về nó chỉnh khoảng tầm uh, 2 3% rồi, 2 -3 Thường thường nhiều người phân tích kỹ thuật nhìn những cái cây nến ở trên đỉnh như này thì người ta sẽ chọn phương án người ta bán hết con ACB đi đi thì nó sẽ gặp một cái áp lực là nó nó bán chẳng hạn Thì ngày mai nó có thể giảm tầm 2 3% nhá, 2 3%. Thì khi giảm một cây thì mình cũng chưa nói trước được điều gì cả. Thì các bạn phải đợi ở ví dụ hôm ngày mai đúng Ngày mai thứ sáu nó giảm đi đúng không? Thì các bạn phải đợi phiên thứ hai xem nó đánh như thế nào đấy và đợi xem là dòng tiền ngày mai nó đánh con ACB đánh như thế nào nó chốt lời có nhiều không hay là dòng tiền thoát ra có nhiều không thì mình tiếp quyết định là mình bán bán hay là mình tiếp tục giữ đúng không bởi vì các bạn phải hiểu là những cái mã nó như này nó tăng lên mấy chục phần trăm rồi các bạn tiếc làm gì năm sáu phần trăm không không nên tiếc nhé không nên tiếc đã đầu tư theo kiểu là dòng tiền rồi các bạn tiếc năm sáu phần trăm gì sẵn sàng cắt lại nhé sẵn sàng cắt lại nếu mà vi phạm nguyên tắc không nên tiếc năm sáu phần trăm gì cả lời mấy chục phần trăm rồi đánh phải biết gồng lời nhé những cái thị trường tốt như này mà các bạn không gồng lời là cực kỳ đáng tiếc nhá. cực kỳ đáng tiếc mặc dù ngày mai hoàn toàn thị trường của có thể chỉnh đấy về chỉnh thì có thể những cái dòng mà có thể những cái dòng trụ nó sẽ cứu thị trường đấy nhá dòng trụ nó có thể cứu thị trường Bank, ừ, tăng 0,6% tiếp tục giữ thôi có vấn đề gì đâu không không vấn đề gì cả đó, hôm, hôm nay lượng thanh khoản lại đạt kỷ lục à Ủy, 59 triệu cổ phiếu nha một một phiên giao dịch lớn quá cái con VBank này thì lượng uh, tay to và cái đánh, uh, cả, 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 to và cá nhỡ đánh nhau áp quá VBank tiếp tục giữ thôi nhá đánh cho dòng tiền là cứ thế giữ thôi ADB ừ, con này hôm nay tăng 4,2 phần trăm tốt nhỉ tốt đấy nhỉ Mình lượng nhà đầu tư hấp thụ cũng tốt hôm nay ổn đúng không ổn Nhưng mà những cái phiên mà nó tăng uh, cái khối lượng nó tương đối lớn này tăng 4,2 phần trăm tôi thấy nó cũng cũng ổn đấy mọi người giữ đi dòng banh này thì tôi thấy vẫn chưa vi phạm nguyên tắc gì cả mọi người cứ giữ đi nhá giữ đi tôi nghĩ năm năm nay dòng banh nó ổn đấy các bạn không phải việc gì bán mã nào đâu tôi thấy banh trong giai đoạn này thì không có con nào xấu cả đấy, việc có banh nó vẫn tốt nhá Nhà, việc có banh tốt này. có vấn đề gì đâu nó gặp cái kháng cự cái vùng này này cho nên nó nó chưa chưa có thể là bánh bứt lên bứt lên được có thể ngày mai đúng không có thể ngày mai khi mà những cái dòng banh kia nó chuyển sang giai đoạn mà gọi là điều tiết đi điều tiết đi thì có thể con về banh này có thể nó đánh liên tiếp nhé có thể đánh liên tiếp xong dòng banh rồi đấy nhỉ xong dòng banh rồi chuyển sang dòng thép hsg ừ. hsg này tăng hai phần trăm vẫn ổn nhỉ tiếp tục giữ thôi ai à, thích mua thì mua có gì đâu dòng thép này thì tôi có khuyến nghị mọi người con NKG mấy phiên gần đây đúng không? Mua cái những cái vùng này thì bây giờ các bạn đang lời rồi. Đấy con HSG thì mọi người tiếp tục giữ thôi nhá, NKG có thể tham gia được. Xu hướng những cái dòng đi lên kênh trên thì mọi người cứ giữ đi nhá. Xu hướng dòng kênh trên đi lên thì mọi người giữ đi, mọi người cứ đâm đầu vào những cái dòng dưới làm gì khổ lắm. Cứ lên nó gặp kháng cự. Cái dòng xu hướng nó đi lên như này cấu hình nó ổn này thì mọi người cứ tiếp tục giữ thôi, NKG nhá, ổn. HSG cũng vậy, À, những cái con này các bạn cứ tâm đầu làm gì Con tiến lên là hồi lên chỉ để bán thôi Nhá mọi người nhá Tiền lên này hồi lên chỉ để bán thôi Bán đi mà chuyển sang những cái mã của dư điện Nó tốt hơn nhá. Bán đi mà chuyển sang những dư điện Nó tốt hơn HBG um, HBG tăng 0 lại Đỏ từ đầu phiên đến cuối phiên nữa. Xong rồi đến kết phiên thì Tăng 0.6% Ổn nhá Ổn đấy Không vi phạm nguyên tắc gì Mọi người cứ thế giữ thôi Nhiều người cứ lo Khối ngoại nó bán cái con HBG này Khối ngoại bây giờ nó giải quyết cái gì đâu không giải quyết gì gì cả bán con nào thậm chí con đế tăng lại rất mạnh các bạn xem con con mb bank nó không? mb bank hôm nay trần đấy mà nó bán con mb bank cũng rất là mạnh này đúng không nó bán con mb bank con mb bank trần luôn khối ngoại ảnh hưởng gì đâu các bạn phải xem xu hướng dòng tiền chung của thị trường bây giờ lượng nhà đầu tư f 0 nó lớn đó. và người ta có tri thức và có tiền đúng không và giai đoạn bây giờ các bạn xem dịch bệnh này đầu tư cái gì nó khó khăn chỉ có ngôi nhà cái cái chứng khoán này một cái kênh mà thanh khoản nó rất là cao bây giờ mà các bạn đầu tư mà thua lỗ thì tôi không hiểu các bạn đầu tư kiểu gì tôi thật không hiểu là các bạn đầu tư thua lỗ kiểu gì à, trừ khi là những cái bạn mà mua những cái dòng kênh dưới những cái dòng kênh dưới mà không có xu hướng đi lên ấy, thì các bạn mua những cái con đấy thì các bạn chết thôi chứ còn đâu mà các bạn mà hiểu biết một chút về phân tích kỹ thuật thì các bạn mua không hiểu tại sao các bạn có thể lỗ trong giai đoạn này luôn tôi không hiểu tại sao luôn không hiểu luôn Đúng không chọn những cái xu hướng mà thị trường đi lên thì chọn cổ phiếu nó rất là đơn giản nó rất là đơn giản còn HBG này thì cho các bạn mua cái giá 82 ấy. trong nhóm mua cái giá 82 thì hôm nay về T3 các bạn win rồi nhưng mà những cái dòng này thì nếu mà các bạn cảm giác mà nó tăng chậm quá thì các bạn có thể bán bớt ra mà chuyển sang cái dòng khác bán bớt ra bởi vì còn HBG này nó là cổ phiếu quốc dân mà cổ phiếu quốc dân cho nên là lượng nhà đầu tư nó đu bám nhiều cho nên là những cái dòng này đôi khi nó sẽ tăng chậm hơn thị trường các bạn có thể bán những cái con HBG để chuyển sang con nam kim nhỉ? nhá nhé, con nam kim hoặc à, đấy đấy là cùng ngành thép nhé hoặc là các bạn chuyển sang những cái dòng banh đấy, nhá. những cái dòng banh này. thì tôi nghĩ nó sẽ có cái tỷ trọng nó tăng tốt hơn. Nhá. chứ còn con HBG này các bạn giữ được nhé các bạn nếu mà đánh theo kiểu là không không các bạn không muốn đánh theo kiểu đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thì các bạn có thể là tiếp tục giữ con HBG nhé, không xấu đâu nhé HBG thì không xấu đâu, tiếp tục giữ đi, không vấn đề gì cả, đúng không? Bom Đấy Bạn thấy không Có phải dòng nào nó cũng tăng đâu Cùng một ngành Nhưng mà con bom này Càng ngày nó càng giảm Xu hướng nó đao chen Có này những cái dòng này nó dòng tiền nó không vào Các bạn phải hiểu như vậy Và có xu hướng nó đi xuống nó phân phối như này thì mặc dù cái vốn của nó rất là thấp nhưng nó thuộc cái dòng phân phối ấy. các bạn đầu tư các bạn rất là khó chịu những cái mã này thì tốt nhất là các bạn nên bán nhá hồi lên chỉ để bán bán sang chuyển sang những cái dòng mà, mà xu hướng nó đi lên ấy. thì các bạn sẽ lợi nhuận của các bạn lời rất là cao đấy nhiều bạn đúng không nhiều bạn trên youtube và hoặc là trên uh, các nhóm các bạn chưa biết phân tích kỹ thuật thì các bạn vào nhóm học viên của mình các bạn biết cái cách đầu tư mà dòng tiền đó các bạn lợi nhuận rất là cao vi phạm cấu hình phát là phải bán ngay vi phạm là cấu hình phạt đặc bán luôn đấy. xong vòng thép nhá thép xong rồi đấy. dầu này hôm nay dòng dầu rồi dòng dầu hôm nay đau đầu đấy đúng không dầu, dầu hôm nay đau đầu đấy ừ. br tăng 1,1% phần trăm à, nhà đầu tư bán ra tương đối nhiều nhưng mà mới nó mới diễn biến một phiên không có vấn đề gì cả tất nhiên là cây nến này là xấu rồi đúng không? cấu hình này tương đối là xấu rồi để xem ngày mai nó đánh như nào đã nhá mai nó đánh như nào đã mà quyết định mà có thể cắt hoặc là tiếp tục giữ nhé tôi nghĩ dòng dầu thì nó đánh thốc lên nhưng nó giảm như này có thể là lượng nhà đầu tư cá nhân họ bắt đầu là phân tích kỹ thuật thì bắt đầu họ bán ra những cái mã kiểu này thì nó, mình phải đợi thêm một hai phiên nữa thì mới biết được là con này nó xu hướng dòng tiền như thế nào chứ còn bây giờ cũng chưa nói trước được điều gì đâu nhé chưa ra nói trước được điều gì đâu nó đang test lại cái vùng đỉnh này test lại cái vùng đỉnh này đây là một phiên rũ đó phiên rũ Phiên rũ tương đối xấu nhưng mà bình thường với quan điểm của tôi là bình thường phải theo dõi thêm nhé br br thì các bạn trong nhóm mua 15 20 có bạn nào lỗ không bạn nào lỗ cả bây giờ lời rất là mạnh rồi đúng không lời mười mấy phần trăm rồi hai chục phần trăm chả lỗ cả chứ mua gia tăng thì cũng hơi nguy hiểm một tí thôi không vấn đề gì cả nhé cứ theo dõi thêm đi nhé theo dõi thêm đi chưa vấn đề gì đâu bvs ừ. bvs hôm nay còn giảm tận một phần trăm lượng nhà đầu tư chốt lời cái dòng dầu khí mạnh quá ok tiếp tục theo dõi thôi Đó. tiếp tục theo dõi thôi tất cả những cái mã này thì các bạn đều lời hết chứ có bạn nào lỗ đâu Đó. không có bạn nào lỗ cả theo dõi thêm thôi các bạn nào tuy mọi người những cái mã này thì ngày mai mà xem dòng tiền như nào thì mình sẽ cho mọi người chốt lời nhé chốt lời bớt chốt lời bớt cắt lời đi nếu mà diễn biến xấu thì phải cắt lời còn đâu là Ừ, nếu mà diễn biến nó vẫn ổn có thể giữ được thì tiếp tục giữ thôi nhé có thể hôm nay là một phiên giữ rũ nhà đầu tư chẳng hạn rũ à, nhà đầu tư tuy, tuy nhiên là nên nó xấu nên nó xấu BVD ừ, BVD tăng 0,4% con này thì hấp thụ tốt nhá. tăng điểm tốt tôi nghĩ dòng dầu đó vẫn chưa kết thúc đâu nhá. xem ngày mai nó nhìn nào xem ngày mai mới biết được dòng dầu là cái xu hướng nó kết thúc chưa Chứ còn mới một phiên như này vẫn chưa giải quyết được vấn đề gì. Có thể nó rút được nhà đầu tư, nó rũ được nhà đầu tư. BVD, um, BVT, đấy. vẫn có những mã nó tăng đấy, đúng không? Vẫn có những cái mã nó tăng, đấy, tăng 0,8%. Mặc dù là nó sẽ không được cái giá như kiểu là trong phiên đâu, trong phiên nó tăng tận 19 cơ mà, trong phiên nó tăng tận 19 cơ mà. Một phiên vẫn chưa nói lên được điều gì nhá Một phiên vẫn chưa nói lên được điều gì Mọi người tiếp tục tự thôi Không vấn đề gì cả còn các bạn nào chốt lời thì chuyển sang những dòng khác thì ok nhé chuyển chốt lời chuyển sang dòng khác thì không vấn đề gì cả có ai lỗ đâu bạn đầu tư dầu khí này thì ít 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 bạn lỗ trừ khi các bạn đu đỉnh ngày hôm nay đu đỉnh ngày hôm nay thì các bạn lỗ còn đâu các bạn mua những cái giai đoạn trước thì trái lỗ cả trái lỗ cả bởi vì dòng dầu khí đang tăng thốc như thế trái lỗ cả ừ. oi ừ, giảm hai hôm nay nữa. dòng dầu đều bị chốt lời khá là mạnh, chốt lời khá là mạnh, Đó xu hướng bắt đầu là bị chốt lời mạnh. Sau một quãng thời gian đây, ví dụ các bạn xem này, mình nói rồi các bạn phân tích kỹ thuật đúng không? Các bạn trong nhóm học viên thì các bạn biết những cái phiên ngày hôm nay là đặc biệt là không nên gia tăng đúng không? đối với con oi, ấy, còn những cái con khác thì không nói nhưng mà đối với con oi là những cái phiên ngày hôm nay tuyệt đối không mua, đúng không? tuyệt đối không mua và gia tăng những cái phiên ngày hôm nay, con oi chỉ có canh bán thôi hôm nay giảm mai một phần trăm tương đối xấu tiếp tục theo dõi thôi các bạn nào giữ theo dõi các bạn chốt lời rồi thôi những cái con này thì tôi sẽ không khuyến nghị mọi người mua đâu nếu mà mua để cho nó đánh lại cấu hình đi mà xem có thể mua hay không nhá rồi xong bet ừ, đấy con bet này hôm nay vẫn tăng này nhưng là dòng tiền nó có xu hướng là có thể là hôm nay nó rũ chọn phương án nó, nó rũ đấy, nhưng mà có những cái con bet này dòng tiền nó đánh vẫn ổn đúng không? Anh vẫn ổn oh, không vấn đề gì cả tiếp tục theo dõi tôi tiếp tục cùng lời các bạn nào mà giữ con bé này tiếp tục cùng lời tôi có vấn đề gì đâu Đồng dầu khí có thể là phiên này phiên hôm nay nó là phiên rũ nhá để xem phiên ngày mai như nào bé xong Đồng dầu khí xong uhm. du lịch ra, huh? VTR uhm. VTR tăng 7,4% 7,4% cái dòng này thì sẽ không bàn bởi vì là dòng tiền thứ nhất nó không đánh vào thứ hai nó xu hướng đi kênh dưới nó cứ lên trên này gặp kháng cự cho những cái mã kiểu này các bạn thích lắm thì các bạn chỉ đầu tư năm mươi phần trăm thôi năm mươi phần trăm thôi vtd ừ, vtd tăng năm bốn phần trăm có tích lũy một giai đoạn dài này nó tăng chuyện bình thường nhưng mà dòng này các bạn đầu tư làm gì nhá thích quá chỉ đầu tư năm mươi phần trăm thôi không không nên đầu tư hvn này đúng không? nhiều bạn cứ hỏi là các bạn có, có cứ hỏi là có nên đầu tư con hvn này không tôi trả lời luôn là không Đúng không? không có đầu tư hvn này mặc dù là hôm trước cây trần ấy, bây giờ nó lại giảm một cây này. Không có phải khổ không? bao giờ dịch giã nó hàn hoi tử tế ấy? bắt đầu nhà nước mình kiểm soát ok rồi bắt đầu nó mở đường gần gần mà các, bao giờ các bạn mình nói rất nhiều trong video rồi bao giờ dòng du lịch và dòng um, du lịch và dòng hàng không ấy? bắt đầu mà uh, nhà nước mình bắt đầu kiểm soát tốt rồi ấy? bắt đầu uh, không giãn cách nữa đúng không? không giãn cách những cái nơi nữa xong bắt đầu uh, số lượng ca nhiễm bắt đầu giảm đi rồi bắt đầu giảm đi hàng ngày rồi bắt đầu lúc đấy bắt đầu mình các bạn mới gom dần dòng du lịch xong lúc này cái dòng du lịch bắt đầu tăng mới thốc đúng không? tăng mới thốc nên nó chuyển sang giai đoạn mới đấy đấy là phong cách đánh của mình là như vậy còn những cái con kiểu như này mọi người đánh vui chỉ năm mươi thôi chứ mọi người không nên đầu tư nhá nên đầu dòng du lịch đầu tư giai đoạn này chán lắm Bầu um, Bầu hôm nay tím um, Bầu hôm nay tím với khối lượng khá tốt đúng không? Khá tốt Nhưng mà những cái mã kiểu như này mọi người đầu tư vui 50% thôi nhá Đầu tư vui 50% kể cả các bạn Các bạn giữ cũng chỉ 50% thôi Tôi không thích những cái mã kiểu Nó xu hướng kinh dưới mà đi lên theo kiểu này thôi Bao giờ nó vượt hẳn cái vùng này Thì bắt đầu mà dòng tiền đánh hàn hoi Đánh hàn hoi tầm 2-3 cây đi 2-3 cây đánh hẳn hoi tử tế thì Bắt đầu mình tham gia sau cũng được Có vấn đề gì đâu bây giờ mình đang đánh xu hướng kinh trên nó đánh rất là dễ nhé đánh rất là dễ mà tăng trưởng rất là tốt các bạn xem này con ssi con vnd con ssi ngày trước tăng nó khó đúng không? các bạn thì con ssi ngày xưa trước, trước tăng khó mặc dù con vnd mà những cái dòng chứng khoán khác nó tăng uh, bao nhiêu phần trăm rồi nhưng mà con ông ssi thì sau khi ông vượt cái đỉnh thì bắt đầu là bắt đầu là ông tăng mới tốt đúng không? bắt đầu là ông tăng mới tốt nhưng con bầu này cũng vậy thôi đợi cho đánh hàn hoi tử tế đi tất nhiên ngày mai nó sẽ có cái giá tốt hơn ngày hôm nay rồi đúng không gần như một trăm phần trăm là hôm ngày mai nó sẽ có cái giá tốt hơn ngày hôm nay rồi nhưng mà những cái dòng này các bạn đầu tư vui chỉ năm mươi phần trăm các bạn giữ năm mươi phần trăm thôi nhá những cái dòng này tôi sẽ không khuyến nghị mọi người tham gia đâu kệ cho nó tăng chả ảnh hưởng gì cả. FBT uh, FBT hôm nay tăng có những nút trần nhá. có những nút trần trắng bên bán luôn nhưng mà về cuối phiên lại chỉ giữ được sắc xanh thôi khối lượng cũng khá ổn nhưng mà những cái dòng này tôi sẽ không khuyến nghị mọi người tham gia đâu các bạn nó giữ chỉ năm mươi phần trăm thôi đầu tư vui thì được nha, đầu tư vui được. TCH bao giờ đánh Hà Nội từ tế hẳn vài cây đi thôi. Đánh Hà Nội từ tế vài cây Hẳn Nội từ tế thì bắt đầu mình tham gia đấy có TCH này hôm nay tăng 0,7%. Dòng tiền vẫn chưa tham gia nhiều những cái dòng này. bạn giữ chỉ 50% thôi nhá. Giữ 50% các bạn tham gia vui thôi. cho nên dòng tiền bây giờ nó chưa xác định đánh vào những cái dòng này cho nên các bạn chỉ nên coi là những cái con kiểu như STB, FBT TCH và con bâu nó như kiểu là nó chỉ đánh một hai cây giống con HVN ấy. HVN con bâu thì hôm nay có có vẻ dòng tiền nó đánh tham gia tốt đấy nhưng mà uh, như kiểu con HVN đấy nó chỉ đánh một cây trần xong bắt đầu nó lại chuyển sang giai đoạn mà tích lũy mà đau chen rất là mệt nhá rất là mệt và TCH là cũng vậy nhá TCH cũng vậy chưa bội tham gia đâu tham gia sớm thì năm phần trăm thôi thích lắm thì tham gia chứ bao giờ đánh hẳn hoi tử tế rồi lúc đấy mình tham gia sau nhá phong cách đánh của tôi là như vậy bây giờ dạy gì mà tham gia những cái mã kiểu như này có giải quyết được cái gì đâu không giải quyết được gì nhá ri ừ, còn ri tăng ba hai con này không nên tham gia nhá không nên tham gia hồi lên cái vùng này mọi người có thể canh mọi người bán đi xu hướng dòng tiền nó không đánh vào những cái con này đánh banh với cả chứng khoán với cả thép các thứ đánh cũng phải dễ dàng hơn Đúng không? dễ dàng hơn và các bạn thấy không nhiều bạn cứ bảo ừ nhiều người đầu tư người ta bảo ủi ừ tăng mạnh như thế rồi làm sao mà tăng tiếp được tiếp mà các bạn phải hiểu là khi mà xu hướng dòng tiền nó xác định đánh vào cái dòng nào rồi nó cứ thế nó tăng tiếp thôi mọi người càng sợ hãi thì nó càng tăng đúng không như con vnd đấy lúc đó thoát được nhà đầu cơ vừa rồi, bây giờ tăng hai phiên trần liên tục Đấy, các bạn trong nhóm với tôi có khuyến nghị mọi người bán đâu không có khuyên nghị mọi người bán có ai mà chốt bớt 50% thì chốt thôi chứ còn đâu cứ thế mà giữ nhá cứ thế mà giữ chả vấn đề gì cả xu hướng đánh phong cách đánh dòng tiền của tôi là như vậy chưa xấu thì chưa bán nhá chưa thôi chưa bán vi phạm nguyên tắc rồi bắt đầu mới bán thế thôi nhá Re. fbt fbt bình thường bình thường không vấn đề gì vẫn chưa xấu vẫn chưa vi phạm nguyên tắc gì cả tiếp tục uh, giữ nhá bạn nào đánh trung hạn tiếp tục giữ con fbt này thôi có thể tích quy lý quanh quanh vùng này sau đó tiếp tục đánh lên đấy nhá tích lũy quanh quanh vùng này tiếp tục đánh lên đấy. các bạn nào đánh theo kiểu đánh trung hạn con fbt này tiếp tục giữ chưa vi phạm cái gì cả chưa vi phạm cái gì cả MWG ừ. Đấy con MWG này hồi lên chỉ để bán thôi nhá Hồi lên chỉ để bán Các bạn nên bán những cái con MWG đấy đi nhá Nên bán đi Ngày mai nó hồi lên các bạn bán đi Xu hướng đồng tiền nó đã không đánh vào những con này đâu Bao giờ nó đánh hẳn lên cái vùng này đi Đánh hẳn lên vùng này đi Đánh hẳn hoi tử tế đi Nhiều người sẽ bảo là ừ, uh, anh không khuyến nghị con bâu anh không khuyến nghị con FPT, anh không khuyến nghị con TCH giai đoạn này. Nó tăng trần như thế, nó tốt như thế, sao anh bảo không đẹp. Những cái con mà các bạn mua ở trong nhóm đúng không con VND con NVB con con những cái con khác VND SSI các bạn lời biết bao nhiêu phần trăm rồi bây giờ nó mới tăng được một phiên trần nó lời mấy chục phần trăm rồi bây giờ mới tăng được một phiên trần mà tăng phiên trần trong cái giai đoạn mà nó đau chen nhưng mà bạn bây giờ các bạn còn chưa về bờ đúng không các bạn còn chưa về bờ đấy cho nên những cái ma nó nó xấu là các bạn phải cắt giảm tỷ trọng luôn nhá cắt giảm tỷ trọng luôn những con về này cũng vậy nhá đợi cho đánh hả? tôi sẽ không bàn cái vấn đề con mờ này xấu hay đẹp nhưng mà với cái quan điểm đánh xong tiền của tôi là đợi bao giờ đánh hẳn thôi từ tế đến cái vùng này rồi bắt đầu tiếp tục tham gia những cái con này hồi lên chỉ để bán thôi nha mọi người nhá, nhá. con mờ này nên chỉ để bán thôi với quan điểm của tôi là như vậy vnm này nhá. VNM sẽ có cái nhịp nó đánh quanh quanh cái vùng này thì mọi người cũng canh và mọi người chốt đi nhá. Mà con VNM này cho các bạn bắt vui giá 89 chín, năm những cái con này đánh vui thôi nhá cái mua xu hướng dòng tiền nó chưa vào có ai lỗ đâu còn các bạn bán đi cũng được bán đi cũng được nhưng mà con VNM này có thể ngày mai nhỉ có thể ngày mai hoặc và vài phiên tới nó chuyển xu hướng trụ thì có thể nó đánh 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 lên cái quanh quanh vùng này mọi người canh mà mọi người chốt lời nhá nếu mà dòng tiền nó không đánh vào những con này mặc dù là con này nó có một cái xu hướng tích nền như này tôi nghĩ mọi người nếu mà đánh theo kiểu đánh an toàn các bạn yêu thích con VNM này thì mọi người tất nhiên nó sẽ giữ rồi tất nhiên giữ rồi con này nó tôi nghĩ nó sẽ Đánh lên trong thời gian tới Ai à, cũng chê là xấu Thì tất nhiên con này là xấu thôi Không có khuyến nghị mọi người mua nhiều Những cái con VNM này Chỉ gọi là bảo các bạn nào mà thích quá Thì các bạn tham gia những con VNM này thôi VHM đấy Những cái con xu hướng như này này Mình gọi là dạng Mình hay này à, Xem là nó tích một cái vùng nền Tương đối dài cái vùng này Nha. Bây giờ con này chỉ đợi dòng tiền đánh lên thôi các bạn, nào, các bạn nào mua sớm thì mua được Nhá mua sớm thì mua sớm 50% trước nhá. Mua sớm 50% trước con VHM này thì bắt đầu đợi dòng tiền nó đánh lên con này đánh bứt lên kinh lắm nhá, bứt lên. Cái vùng kháng cự này tôi nghĩ nó đánh đơn giản, đánh đơn giản. Trên này là 112 đúng không? 112. 112. Tôi nghĩ nó bứt lên được đấy. Có xu hướng dòng tiền thì đánh tầm hai cây là bứt được qua cái vùng kháng cự này thôi. Quan trọng là dòng tiền nó vẫn chưa xác định đầu đánh con này, Đó. chưa xác định đánh con này. Thì trong nhóm thì có những bạn giữ cái con này cái vùng tầm 99 đúng không? 99 100 giữ con này rồi. Bây giờ các bạn lời tương đối nhiều nhưng tầm 5 6% rồi nhưng mà con này đợi nhỉ. Con này ví dụ ngày mai cái xu hướng dòng banh các thứ là bắt đầu nó nghỉ ngơi, chuyển sang giai đoạn tích lũy thì có thể những cái con VHM này có thể xu hướng nó kéo thị trường lên nhưng mà không để thị trường nó quá xấu đúng không? Big hãy ừ. biết hồi lên chỉ để bán thôi, hồi lên chỉ để bán những cái con này tốt nhất là không nên tham gia nhé, tốt nhất là không nên tham gia, hồi lên chỉ để bán thôi, Đấy. hồi lên chỉ để bán thôi. BLX, ừ. BLX tăng 0,400 trăm rất là nhiều bạn cứ hỏi là có nên mua con BLX này không thì tôi nghĩ là không nhé, thích quá chỉ năm 10% thôi, cái con này tôi không thích những cái con kiểu như này đâu, nó đánh cái câu hình này thì tôi không thích những cái con kiểu như này, với con điểm tôi là như vậy. MSN giảm 0,7% Các bạn thấy không? Có MSN thì tôi bảo các bạn trên Youtube này bán từ bao nhiêu phiên rồi đúng không? Bắt đầu là phiên ngày mươi um, 31 tháng 5 là bắt đầu bảo mọi người bán có MSN này đi rồi đúng không? Đấy thì bây giờ nó cứ bò thùng xẻo suốt ngày Mặc dù có cái búa lên như này Thì nhiều bạn phân tích kỹ thuật sẽ bảo là nó là tốt Nhưng mà với quan điểm của tôi không tốt đâu Có thể là vẫn có xu hướng tiếp tục nó, nó giả tiếp đấy Ngày mai nếu mà có xu hướng tăng lên các bạn bán đi nhá Dòng tiền nó đánh đâu cái dòng tiền nó có đánh đâu Những con này bán hồi lên chỉ để bán thôi nhá hồi lên chỉ để bán thôi có tùy mọi người ấy. stb Đấy, stb tăng một bảy mình hôm qua mình bảo rồi những cái con này mà các bạn mà tham gia mua cũng được nó tham gia mua cũng được những cái con này tham mua ra mua cũng được ổn mà những dòng banh này nó xu hướng đã xấu đâu chưa xấu đúng không? nó giảm có một phiên xong rồi Giảm hai phiên nó không vi phạm nguyên tắc gì cả cho nên là hôm nay nó lại tăng 1,7% bây giờ nó sẽ có gặp cái áp lực chốt lời nhiều người sợ hãi con STB này bởi vì nó tăng quá mạnh trong một thời gian vừa rồi nó sẽ phải tích lũy lại mình cứ quanh quanh cái vùng này xong các bạn có thể tham gia tiếp con STB này nhá tôi tôi nghĩ dòng banh hôm nay ổn đấy dòng banh năm nay rất là ổn nhá. BDR đấy BDR ổn này, đúng BDR đánh được này, bạn hoàn toàn có thể tham gia những con BR này mình mình nói rồi con BR này có thể xu hướng nó đánh lên tiếp đấy đúng không? Con BR này tôi nói mấy phiên trước ấy, bảo là con này có thể đánh lên được nhưng mà tôi không khuyến nghị các bạn. Tại sao con BR không khuyến nghị các bạn chỉ mà bảo à, các bạn trên YouTube này thích lắm thì mua con BR này thôi. Bởi vì nó có trải qua một cái giai đoạn mà tăng rất là mạnh rồi, tăng rất là mạnh rồi thì tôi nghĩ là những cái con này nó dư địa nó nó tăng tăng mạnh thì rất là khó rồi các bạn mua những cái con mà dư địa nó tăng tốt hơn như cái dòng chứng khoán và dòng banh giai đoạn này nó dư địa nó tăng nhiều các bạn thấy không dư địa nó tăng tầm sáu bảy phần trăm chục phần trăm cho bình thường nhưng mà mười mấy phần trăm như còn những cái dòng chứng khoán loại hai đúng không mười mấy phần trăm mình khuyến nghị các bạn ở trong nhóm học viên đó. tăng mười mấy hai chục phần trăm ba bốn mươi phần trăm rồi Cái VND tăng bao nhiêu phần trăm rồi đúng không? những cái dòng này nó có xu hướng nó tăng lên nhưng đánh an toàn tăng được nhưng mà nó sẽ cái dư địa nó tăng ít như là ăn 3 phần trăm thị trường có đẹp như này thì mình phải chọn cái mã nó tăng trưởng tốt chứ đúng không? tăng nhiều đến con SSI mà nhiều bạn tăng gần 30 phần trăm còn chê bởi vì các bạn không mua con VND mặc dù con VND là khuyến nghị các bạn trong nhóm luôn đấy đúng không khuyến nghị các bạn trong nhóm luôn là con VND mua cái giá nào đấy rất là nhiều bạn cũng bắt được mà những có những bạn thì lại không bắt được cho nên các bạn này chê con SSI yếu hơn VND lời mấy chục phần trăm vẫn còn chê được đúng không rất là khó hiểu mà đây là đu đỉnh cả nhóm đu đỉnh anh vũ cho cái hôm mà tăng trần đấy thì cả nhóm mua con ai còn gì đúng không br tôi nghĩ nó vẫn có xu hướng đánh được anh đánh tăng lên đấy nvl novelen thì con này đúng không con này bao nhiêu phiên trước tôi bảo rồi nó tích lũy ổn rồi có thể là xu hướng đánh lên tiếp đúng không? các bạn ăn được ngày hôm qua là ăn ăn được ngày 2,65 phần trăm hôm nay ăn tiếp 1,1 phần trăm là cũng được hơn gần 4 phần trăm rồi đúng không gần 4 phần trăm rồi đấy nó tích lũy, ô oh, những cái cấu hình nào có thể đánh những cái cấu hình nào có thể không, cấu hình nào không nên đầu tư, cấu hình nào nên đầu tư ừ. và trong nhóm là điểm mua nó đẹp, điểm mua điểm mua, đẹp, ok xong nhá, hôm nay phân tích thế thôi, các bạn muốn hỏi mã nào thì các bạn bình luận ở dưới youtube nhé, bình luận ở dưới youtube và trên tiktok nhá với quan điểm của cá nhân của tôi thì thị trường này thì vẫn ổn oh, Nhá. Kể cả ngày mai giảm 5 10 điểm không sao nhưng mà nếu mà giảm tầm trên 20 điểm thì xem xét dòng tiền nó như thế nào. Đó. Có xu hướng Ubo hay không? Xu hướng dòng tiền nó có thoát ra hay không? Đó. Ngày mai kể cả giảm 50 điểm nó chuyện bình thường nhá, chỉnh là chuyện bình thường. Nó sẽ có thể là chỉnh để mà tiếp tục đi tiếp ấy. Tiếp, tiếp tục đi tiếp. Như cái phiên hôm vừa rồi ấy, nó chỉnh để tiếp tục đi tiếp. Mà khi cái giai đoạn mà nó chỉnh như thế thì để xem là có dòng nào nó cứu thị trường hay không. Đó thường khi mà thị trường nó ổn ấy, thường mà khi nó chỉnh mạnh thì sẽ có một cái dòng nào cứu thị trường nhiều còn vick không lọ đó. còn vick không lọ cứu thị trường giai đoạn đầu phiên xong rồi về cuối phiên lại giảm à, có những cái dòng trụ nó sẽ cứu được thị trường nhá xem ý đồ của tạo lập như nào biết ngay có gì không ngày mai giảm năm mười điểm kèm 15 điểm trả ảnh hưởng gì nhá với quan điểm của tôi là như vậy ngày mai nếu mà nó có khi nó giảm đầu phiên xong cuối phiên nó lại tăng lại nhá. cuối phiên nó tăng lại xu hướng dòng tiền nó xu hướng là đang vào chứ không phải đang ra đâu nhá xu hướng là đang vào chứ không phải đang ra đâu giai đoạn này ít nhà, kênh đầu tư cho nên xu hướng nó đang vào đấy thị trường mỗi ngày nghẽn mỗi ngày một nghẽn ok xong thì các bạn muốn tham gia vào dung khuyến nghị các bạn lì xì từ 2 triệu trở lên nhé các bạn muốn tham gia học phân tích kỹ thuật phân tích căn bản đầu tư đầu tư chứng khoán trong nhiều năm tới thì các bạn lì xì từ 5 triệu trở lên nhé phân tích dòng tiền tâm lý nhà đầu tư tổ chức đúng không thì các bạn lì xì 5 triệu trở lên nhé các bạn không hiểu gì thì bình luận ở phía dưới youtube và tiktok nhá ok TikTok bây giờ cũng gần 60.000 người theo dõi rồi nha, rất là nhiều. Các bạn yêu quý trên đó bình luận. Ok.